bà khi bà tin sạc cây sôm chụp được số lượng này chật thay mình đóng tiết là nên thì việt ca nè sắp ở sinh sài sầm rập về này dừng biên về mình pi rộp cho rúm cứ lục cột về nhà cứ chi ti bật sàn này ông ca không phải là nên lục cầm sọc nè bị phiền nhiều bài bà sôm chụp được số lượng tiếng pi bà bạn chấm điểm số lục cột về nhà nâng chấm điểm số lục tin sạc cây bạn bà lúc này nên chụp tìm việt ray mình nâng đó là ok đó là tiêu chuẩn lưu vực mình được biết nhằm xung rịp rộp thu trúc ông phí phán ca rồi bỏ lưu hồn sáng đã rút rai plơ đồng bây ai côn rồi bỏ lúc bàn làng căn ẩm nay bằng tó có bàn tay tận tâm lưng nốt có lúc cầm phung tay đạch spiên này ca chú phút được căn ẩm nay côn rồi bỏ lúc đài mà đôi lưu những bạn đang hỏi lúc này dù ông hồn sáng mình bàn liệt liêm tế kết hà lúc bàn rịp chăm chương prul chỉ tràn đồng bây trìm ở côn pro chú bong rồi bỏ lúc làng căn ẩm nay bằng tó to bụi to bông nơi bên hàng mộc luôn sai bản thuật trái play đã kê ai mới khơi bị phan ca chia lẻ ở bờ lốc đầm bay bật cô lầm này ai còn nút đối chia ca bị pel thay thay ní lúc bàn tay tăng là hôm này ở thuê chia bật thiên du bật chân cái nạp bạc đã chia tu này tí đặng nom xem ai chắc chấm non cay này cái nạp bạc này lúc hôm này có miên tu này tí thôm nực nong cái bạc rồi cả hai cứ lúc chia xem ai chắc cái nạp chân trái thật nực nong chấm non mà nô sa sam sa buồn nhé đã chia cái ba mà xin đặng nom mà bắt cái nạp bạc cái nằm này bản tòa pi tài tăng là hôn mà nay đã thuê chia bật thiên dù bị chân cái nạp bạc hái cái nạp bạc bây giờ chân cầm chia của bản tài tăng côn trai mình thấy chân cấp bua nâng con mà nút nứt nâng lỗ hôn mà nay chấm nút phải bay nè thay tiết ai khai tờ chia sao mà chắc cái nạp chân trai dù bị chân cái nạp bạc nơi om chỉ mua lỗ hôn mà nay nghĩa từ khang chua con cầm lăng bắt đầu bật bình lỗ hôn sai của bản thu trai play ở lỗ hôn mà nay thuê chia mê tòa cầm phôi mà nè đã bao cam mà chia trước chia hôn mà nay men vây trăm tài sai sao bay chín năm cái đấy tại lô hôn sáng ban bằng bịa thanh thật sạ cài bay hai ở căn tu này tí cho chân sai cả rùm miền chia kẹ mê mình chia co chia kẹ mê mình chia ca con như tập hợp ra phô mình phong chia mê mình chia ca con tập trường cục phong chia mê mình chia ca con cùng lăng bị xe phải chăng phê về cam phong nâng chia mê mình chia ca nâng chia mê mình chia ca rón con ông cái đại cho đàm nơi tận tâm đường đi lục hồn sai có thọ ban đắc nom sấm tô có thọ ban nom lục hồn mà nay tại chùa chùa vai nia được bọc luôn mới được làm chân cả pì khai mị nia hay cài pì nô lục hồn sai có thọ ban nom lục hồn mà nay tại chùa rùm được không cách bị chôm chia on chia lệch cái nào on tại chít chít tràn tiết đầm bay ai bị phục lục mới khơi người có đầm bay nay nom ai mới được nom bật thêm mùi chấm nón hạ bên đôi chia trong ai được tour score chia bàn đá môn nâng lục nâng rib trong bật từ lực bên tiết lục hồn sai ban bạc ca chít thay mà đóng tiết cao thì khai mị thôn á lục lực lang thang không niêm lục chia bốc lục trai đại quan tro lục hồn mà nay chia bảy cặp hiệp này vô đầu mặt trời bạn xong lục niêm đập ở bờ xa bảo lục hồn sai thôi chấm lại đi một tay chân bà xong chính mình men miên được bay cái chuyện hôn mà nay mới đi không có đã bạn gì chuyện miên bay cái chuyện chả na có quả tay không thằng na chưa phục dạng na có xem con tro xem con xem ao rum con xem ao về miên sao mắt biết bao về mặt ban bận ao về có ban phải sắp phê rồi được cài sắp phê rồi là bao ao về thì cho quả tay bay nhà ha về thật là trong nhà bao nhiêu tê đã bốn nơi không bạc luôn ai từ tôi do ban ở hot tỷ pì trời xóm cắt ca bao nhiêu pì phải chuyện bạn lộ nên chỉ mới trai từ bây giờ hôn sàn bạn thu trai phải chỉ tràn sầm rạp cô nửa bao lục non kê mà đọt âm nai bạn to bị lục bài này cái đấy bàn tay cầm ca đằng non bật tê nửa bao lục bạch bẩn kê mưa khơi thà lộ hôn sàn bạn thu vừa sắc mà phep chỉ tràn đã chịu bật sạ riêng play mình ơi lộ hôn mình nai chụp từ căn chụp từ từ kê mà đọt âm nai là việc hàng mốc bạn đau được lùn bạn các ốp sát thì nó dùng đằng hai thà luôn là cầm cả đằng nón mà bảo luôn sai nó cứ bằng co miền phía ở giữa đất thoa sang cung chỉ trả án kiếp sang cọt sân sài phía bờ chia bờ rót đã thưa ai mà hai chân miền ca chưa chập bắt chân bóng lên trong sông chỉ số từ lục cầm sọc tài bờ đón ta lục mưa khơi nhầm pi ốp sát ở vai kha đã lục mưa khơi thà lục hôn sai cầm bông tai bằng ply nhầm pi ca khát không bằng ply bảo lục đã lấy miệng non trong ai côn bảo lục mình to cả năm này nốt bàn tay bài chia bằng ply mình nó bảo xong chỉnh ở bức xạ thông tìm mối dựng đằng hai cả đập nóm cửa xa trọc cổ hôn hay chấp tăng bị lục hôn sáng ở lâu bóng tê một lục hôn mà này ní viết bằng hai dòng bị DNA bằng phản khám ai nếu bê đài lục hôn sáng cũng bông tầm miền ẩm nái cửa xa rồi bỏ qua
sôm bay tại chào sạch ngay nên có miên lui tình dân họ sẽ mẹp đặc sầy sài đà lên đây lục hôn mà nay luôn anh đã cầm bông tại can tu này thì chỉ cho ra đội lục tặng xã lục tin xa gà rìa miền bà xã hỏng bánh mình nâng cứ chia bộ cố đã miền lùi rộp bọn liền đô la bán bì ẩm bơ bộ đồ lùi nâng cả lục chiến được chứ này hai anh ní chứ cao bệnh chạm mối tha miền DNA bằng phản chiến chứ nói tí bí lục hôn mà nay luôn anh trở ban ở bốc bóng biệt trái vị say cùng mà này hay à trái vị say cùng mà này nâng cứ bị chia bộ rạc mai sọp nà hay đòi xa tại dân mưa khơi thà ca từ căn tuần này tì rộ bỏ lục hôn mà này đại lục tin xa gà rìa rịp ở rộp cứ mình men tam khắp buồn bà cuộn bà chê như thế để nâu khăn ông bác tiàng ca rịp khắp buồn từ căn tuần này tì chung nô lục hôn sáng cứ kiếp sống cấp tây khnông đối với hai việc bằng cách nơi tụng nọ tây khnông thọ mà trong đó thì bấy việc bằng cách nơi phèn tì rứ có pra phèn tì nơi cả cụ huyết tập càng nằm nái chia rộ biếp nơi phèn tì là bài yuôn nâng chân hay là phèn tì là bài yuôn nâng chân ní việc bởi chôm tâu nâng xâm ốc đọc nguồn ngô rộ bọc bởi chiều bổ rọt phóng hay tây không cần đáp bạc chỉ chôn cam với chiêu mùi chấm nuôn mà đó về ní đây xa tại lục quân san lên là bài chân trốn có bắt bóng phò là bài giỏi phong hay bài chôm từ nâng giả hạ cùng on ra chiết phong đây chính là khi ông sừng khai bay chấm nội nâng máu chấm nội tìm mùi miễn DNA trên nẹp bóng phàng chiết thở hơi hay tí pí cứ miễn khu cấp bà chiết tray bị say cùng mà ní đã cầm nát đau ở bốc thở hơi hay tí bấy miền phèn tì plâu cú đau là bài yuôn nâng chân rồi tao hỡi rương tình ổn ní cứ chứa cao bởi chôm thống nạ từ nâng bởi giáo cho rô bọc bởi chi chết khả mạng mà lo hỡi vì từ bởi chôm từ nâng tây khăn nông gần áp bạc bởi chi chôn cao bởi chi khuôn ái phóng bởi chôm nâng bởi chi riêng để chọn rẽ xa bởi tế chiếc cầm ỏi bát bóng phóng nâng bởi chôm nâng giả hạ cùng ổn rã chết lục xe rây phóng ốc đã xác tiếng này mình nghĩ nên ai đó cũng đang nghĩ nghĩ tìm. Bạn, lực công sốc, mình nghĩ là lực công bệnh nhà trong bật to, lực công sốc mình tích lúc việc xa tha, lúc hôm sáng mình đi ở đây bằng phản chiết, bây giờ này nó bỏ lúc này hay trái bị say, cô viết bị dồn hay là Việt Nam hay là chân hay là hay là phản tì bằng hai play nó cứ miền chân hay là Việt Nam chết đàm. Trái bị say cùng này xong tôi trị bày. Lúc cũng sốc ở với đó xong khăn đi ế bằng phán chết là lúc cũng phong tài chọt bạc cắn đi tuy từ vinh lúc hồn sáng có miên một nạp hiếp đài cứ lúc hồn sáng lúc lọc ác ăn hay lúc miên đi ế đầm bây co sang chết bị bắt đầy đột tê mọc ta nế chìa một nạp hiếp xong rạp chết không ai đài đại tế bạc DNA đài lúc hồn sáng miên bỏ xa nóng cứ chia xa nhiều bay cầm nhá nhà rõm luôn ai nhé hay khi mình dây tại pi chấm nói vậy, ta chỉ DNA bằng phản chiết, ở đây có chỉ DNA chuỗi chiết, chấm nói tí muối, miền nhà na lực hôn sain chỉ bị say yuan, đại lực quát bẩn tóc, ở thôi chiên rót mình tray, cơ xương cá bò rát, ở đây có chỉ ốc bát này rót mình tray tí muối chín năm một quan bằng buồn đói chết sập bằng buồn, bay lục bay số văn, bay lục chạm xí. Hai mọi thời chia rốt nỉ dụ rốt mặt trái nước nông chân năm mọi bọn bọn rồi bạch sắp rắm. Tiếng lúc hôn sáng cơ quan tài riêng trăm chọc vật thông ở sắc xa rửa nụ trên lái nhưng hai cầm miên sầm mắt đập hiếp ở vây từ đất nguồn bởi tới chiếc phong xua thay dùn lực lúc hôn sáng rộ biếp đi khăn bầm nón ấy cứ khăn bầm nón bầm ra bởi dõi dùn bì phố xua bệnh chia đôi bồn bọt bà nẹt đài mình che à xó rư khmênh đảm bày bệnh chia nẹt thường nút thôi từ 8 cô bầm non rồi bọc luôn chẳng đối chứ DNA mùi năng ta chỉ DNA chui chiết rư DNA bầm phản chiết hay lắt tập hôn mà đó là lâu nè cứ chấm nói tí bì càng na cầm lăng bệnh chia thay bà tay càng đài rớp khăn cứ quát bầm phản mù lật thang này ká áp hì vọt đang sứt sở rãi phía bệnh chia thay bà tay này xong cùng khám ai ta mà đoàn dường khơi nháy
nơi sốc sốc từ chập bật thiến cái nạp bạc bạc trang mùi tiền dục đã cốc rùm lê cái nạp bạc bạc trang mùi cháu bất sức rầy phiếp hay ở lâu bạc cho bọn ấy vì tôi chỉ cả đặt nguồn bài ai cập bạc đôi môn cách bồn priêng tì krong Paris chẳng hay chỉ ai cập bạc không giả thang đặc biệt thăm mây muối đài dùn nơi tầm miên ít thì bồn nơi nông ca bằng vật cả đặt nguồn rộ bó lục hôn sàn đó đài dương bị trả nà mớ giả thang đặc biệt bạc cho bọn bởi chìa bồ rọt trâu cả EBA đâm bây đẻ xa cả nghĩa bởi chìa bồ rọt trâu cả cả tìa bồn đáy chùa rùm chùa mùi kìa nông sạc cầm ập hiệp đâm bây có sáng nơi mù lượt hàn cả bì chết mùi ở bàn rừng muộm có bật đai lục hôn sáng bài chìa cùng bìm cùng hai cục chìa rõ vã hai mến kết ổng tì sạc nập hiệp đó kê kro rõ bọc bà tê chết Campuchia nâng bà chìa bồ rọt khả mai tì đối chứ nè DNA nì bà chìa bồ rọt khả mai đăng chức bà nà hãy khi nhóm mình chăm bạch rịp ở rộp cho ra ơn chùm nói tiết tì bạc ạ con nhằm trong nghĩa tờ lô cơ lô nhà bình nếu bị phía chỉ cho ra bàn mơ khơi tha lô hồn san trong tê ẩm nái ai con lô nà bởi mình ở các lô tê tại mà đó mình ở dạp phía đọc cho năm đôi đà lô ạ hàng tê cứ không ở dạp phía chạp chạp thịt phòng có bàn tay ta lô cơ lô nhà mơ khơi sẽ cảm ở phía bài bà nà bà lô hồn san nâng ca đơn ngon bà tê ní đã chỉ ca riêng tục rồi có chịu bà xạ xâm rạp tê ẩm nái ai con bà lô tê với bạn ខ្ញុំសក្តិយាហើយជំរាបសួរប្រិយមិត្តអស់លោកលោកស្រីតាមតាមកម្មវិធីជួបជុំនេះខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាមេដឹកនាំដែលនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីជាប្រធានាធិបតីស្ដីគណៈបកកម្មការក្រុមប្រឹក្សាពិភាក បន្តវេនពីខ្លួននឹងហើយខ្លួនកំពុងនៅក្នុងតំណែងការធ្វើបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគឺខុសហើយខុសទាំងនៅក្នុងសីលធម៌ទាំងគុណធម៌ហើយនឹងនៅប្រទេសខ្លះគេចាត់ទុកថាជាការខុសខាងផ្លូវច្បាប់ទៀតគឺតែទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ព្រោះថាយើងនៅក្នុងតំណែង យើងមានឥទ្ធិពលណាស់យើងទៅគ្រប់គ្រងបែបសមាជិកគ្រួសារយើងខ្លាយជាបែបពីបន្តវេនផងយើងបាទនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតែសោះនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋក្តីនៅក្នុងការដឹកនាំបាក់ក្តីគេមិនអោយយើងទៅប្រកាសអញ្ចឹងទេណាយើងប្រកាសអញ្ចឹងពេលយើងពុំមានអំណាចហើយអំណាចគឺជ្រើសច្រើនពេកហើយយើងអាចតែងតាំងកូនយើង ដើម្បីត្រៀមក្នុងការបន្តវេនដោយដែលយើងចង់អញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងគឺថាជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលច្បាប់នៅប្រទេសខ្លះគេហាមមិនអោយធ្វើចឹងទេយើងជាការរំលោភច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវហើយរឿងអស់នេះគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ហើយបើសិនជាអ្នកនោះខ្លាចទៅជាប្រជាប្រដ្ឋវិញណាឯការខ្លួនជាអេសរាជជនអីចឹងទៅហើយធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេស ហើយមកគ្រប់គ្រងសមាជិកគ្រួសារក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអីចឹងតែនេះវាមិនជាបញ្ហាទេបើសិនយើងមិននឹកក្នុងតំណែងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាអិសរាជជនណាបាទហើយខ្ញុំកាសសម្គាល់ផងខ្ញុំមួយហើយរឿងការផ្ទេរអំណាចនេះខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចចេះតែនិយាយធ្វើឲ្យមានការជួយច្រឡំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការផ្ទេរអំណាចគឺថាត្រូវធ្វើតាមការបោះឆ្នោតជាចាំបាច់ពីព្រោះថាការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលជាយុត្តិធម៌ត្រីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើទៅតាមការបោះឆ្នោតបន្ទាល់បាទនេះថាគឺត្រូវបោះឆ្នោតឬរដ្ឋសភាដែលចេញពីបណ្ដាប្រជាឆ្នោតហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ អាចតែតែគណៈបកមួយនេះគេមានគោលនយោបាយជារបៀបតែងបាច់បាទហើយបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានបកមួយនឹងគឺថាបើខ្លួនតែស្គាល់ត្រួតបាយសុភិបសមាជិកគ្រួសារខ្លួនដើម្បីខ្លាយទៅជាប្រធានបកតបនឹងគឺថាក៏បង្កើតអាយុធធម៌ភាពមិនត្រឹមត្រូវនឹងនឹងគ្មានដំណើរការមួយដែលគេហៅថា ឲ្យ សមាជិកនឹងគេ សុខចិត្តទេ
không bắt nó cái thứ dương chế thiên bắt thong dương thực các con trâu sẽ mãi chất cô xa dương khai thì bay được tiếp bắt tiết thưa ai khoa bắt nó mình thật ca tư rừng mua mình của kê ai thì về tập lại thà thà nạc ca ní cái thà thiên bắt nó miễn thật tốt nông ca thành thức thành thức sẽ mãi chất xa cuốn khai tư chân thưa ai bây giờ ông ấy bắt cá ở tầm nọ là nó bắt nó còn đấy hai thứ ấy bắt á chọc sau đây thì vừa tha cái rồi khi cái bắt ốc cá này nè để miền sạt răng của phim thì nè phải kịp phim xin cái bắt ốc cá nông cá sừng khâm nông cá để cuộc chơi để sái để sao phải thiên bắt nó để chia để chỉ nhận biết được quân nông bắt nó cá control sao mà chắc cứu sao luôn đó nghĩa để chia bảy hà để nông cá được nông bắt để nông sạt bắt tìm thấy muối và sân chia កាកនៅក្នុងដំណើរការបែបជាតបតៃស្រីពុបតន្ត្រូវលើកឡើងតែរឿងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបែបកុំនេះដូចជាក្រេសជើងអីអានឹងយើងចិត្តធ្វើទៅប្រទេសប៉ុន្តែយើងនឹងស្រាប់ហើយការធ្វើបែបនោះណាទេការដឹកនាំនៅក្នុងបកនៃនៅក្នុងរដ្ឋក្តីតាមសមាជិកគ្រួសារនឹងគេថាធ្វើឲ្យការដឹកនាំនឹងគេចាត់ទុកការដឹកនាំនឹងគេថា គេឲ្យតម្លៃទៀតបាទលោកកុលបញ្ញាសង្កត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចនៅក្នុងចំណុចនេះដោយដែលលោកបាទលោកកុលបញ្ញាដោយដែលលោករៀបរំអញ្ចឹងគេថាយើងមើលអំពីសេណារីយ៉ូរបស់លន់សាយនឹងគេថាចង់រៀបចំបន្តឲ្យកូនចៅទទួលមរតកអំណាចនេះទៀតណាក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងអំពីឧបសគ្គវិញដែលលោកមើលឃើញថាឥឡូវនឹងឧបសគ្គឯខ្លះដែលថាជាឧបសគ្គដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចឆ្ពោះដល់គោលដៅបាននោះបាទ đầm nào cái tôi mới đấy chứ phần nào khi ông bà đi rồi tìm mối về riêng đầm nào cả để bàn trầm trễ không bạn đấy bạn có cắt chia không cần bạn nó kêu cắt chia chấm toa đài rồi bạn nè để kê trong từ đám tầm này khi bị tiền bạn nó là kê như là cái kê on chân đấy kê mình bài chân đấy nè chia sẻ nè để ai đam mê ở đây tập tiếp cả nghe để đây tập tiếp được không bạn nè chúng ta để kê miền sầm tiếp kê miền sầm đài đấy phần đấy đời xa thì kê không hiểu cả hay hay phải tiền bạc mũi bạc cả con trâu mà chất ru khá mà chất ru xa luôn là mấy khai chia cả khai chia nhận được non bạc khai chia bạc tiếp bây giờ tới chia nàng chú làm tới thì thưa kê đi thăm mình sẽ bài chật kê ai tôi bây kê mình phải chăng đòi dùm hóa bình tế kê ai phải chăng đòi cả sạch nghiêm đòi rung trăm học cả chân tới tên bạc nó có viên miên bánh hà có miên bánh hà hay các đất non rót trên trận này cái tháp thưa ơi bị chìm rót nó kê thưa ơi bị chìm rót nó kê mình sợ bài chân đây kê mình còn trâu đây mình sợ bài chân kê cái kết thật từ mà ca này ca rồi nó cái tháp vía khu sơ máy ấy khu sơ máy để dương para ở tập ôn dương nơi không cả đất non rót thải ba rót ấy nó từ lớp tài tăng sơ máy chụp khu sai dương nó ở bắt to về này hay bị thưa tư tập nào tăng cả bao nhiêu tập tư ai kỳ vô bánh hà nó nè kỳ vô bài để chơi bóng cuộc chiến kỳ vô bánh hà nó máu khi chơi chấm nói làm bấy bạn làm bấy đặt nông ca cái thằng phải cho tầm lấy phải cho nơi nông ca được biết cái hai tập practical là bao giờ mấy tay 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 tăng sao mà chơi cuộc sai giờ nó kỳ vô chấm nói nó vô chấm nói sau rồi bỏ cồn dương rồi bỏ sao mà chơi cuộc sai giờ để chơi bài cuộc chiến các bác sĩ cho một kế nữa hai bữa nay không có tiền xài bính, riêng anh ấy chỉ riêng sau đây riêng anh nó á, là kế đó cứ bính chỉ riêng sau đây hai giống đặt cùng trên các bác sĩ nào nó cứ thang, còn chia miền bảy hà thêm đòn, còn chia bảy hà thêm đòn, bị lược lên thì chạy lược lên thay, nét đất nom nó, cùng cái không ra đất nom nó còn chúc còn ban còn chúc, pi tầm này nó hai hai còn trên mao đối hiện tại những còn control quân quân, anh nó mình chia bảy hà để sai còn chia vì chưa có đây chẳng có chạy mà control của quân control ấy nó bị chỉ đường thọ đá đi của quạt chỉ của rồi vấn đề dân nước tầm này thì thật cứ chỉ đường để mình chỉ đường trâu rồi chỉ đường bành hạ đây khi mưa tới khơi rồi chừng việc ắt trầm trơ rồi sao hay để anh đến là nước không tiện khác vì chưa tầm nước khó bây giờ để khi miền ca ham khoát là không cho bạc tiền nên ai từ khi miền ca to và khăn lời cho bạc tiền đi thì hay ta quạt nào trầm trơ thông đã bị chia phát cái mưa đấy bị chụp rực xem cái bị nứt mưa bị cồn nhiều bài bị ai giả bọt bị đập biệt này cả đập nón này tất cả đập nón nó
quạt chỉ tập nón tập bạch còn thoa cái tầm trời thế cái tầm làm cái tầm trời thế nó cứ chia vậy để chặt in nhà watch out ấy hay bởi xin được ta tam các watch out hay để chia dương miền tập bạch sao thì nó cứ thả ai cả cùng chơi cả watch out mình để cho tranh tiếp đại phu mới tiện đấy để kiếm một chỗ cùng chơi nhá. Ở con lực cổ bình nhá trong nghĩa lực cầm sọc bình đội lực cổ bình nhá bản lực lang hay thành ca là bao lực hồn sai đi thưa ai thì mỗi hàng tệ không bạn nó còn mình sẽ bài chất và chia bỏ nó còn mình sẽ bài chất đây thằng on này kia chia ốp xã bàn tay tôi được mỗi bên tiết trong những số lực cầm sọc đọt đá tha ta sẽ cầm một hiệp đựng nó mà bao lực hồn sai bài nào đã kê mơ khơi tha chiều xa riêng play đầm bay mình ơi lỗ hôm nay đứng buộc từ căn non từ tour kê một đọt hôm nay đứng bàn đầu được luôn đó bạn cả đất nước mà đồ bao lâu cũng sáng cứ ơi mà lúc hôm nay chỉ tụ tơ mờ khơi pi giang tìm mũi cua sa hồn đã đất nước cả nạp bạc bạc chi chôn đứng từ tây không cả nạp bạc bạc chi chôn mờ khơi thả bà miên cua sa hôn đất nuông cả nạp bạc bạc chi chôn Campuchia đối chứ cả nạp bạc bạc chi chôn Campuchia nâng đọc sài ba nhà hà bà tây chiết ọt bàn đề bì bù cua sa nâng bùng rừng tay ẩm ná đâm bấy rẽ xa nợ ất thị bùl rộ bọc luôn cả bìa bà giọt bà tòa luôn đối chứ hai ní cư chi ốp bà sạc mùi thô mà ní cư chi ca bóng ca nợ ca chỗ bốc chỗ bóng bà tiang bà tơ mùi thông à nâng nông tây khăn nông ní chí ốc bà sát thông xa mẹp krom krua xa ta kôl hôn đáy đã đất nuông cả nạ bạc bà chí chôn Campuchia thư phở ái bạc nè mơ khơi nhằm phí sát thà nạp hiệp thà bà miên krua xa hôn đất nuông cứ cả nạ bạc bà chí chôn Campuchia nâng đô chí cầm bà sứt rộ bọc krua xa hôn chăng chống nói tí bì cả nạ miên krua xa hôn tu bây chì lục hôn sáng tự đoàn lục hôn mà nét rư nẹ nà cả đời ai tại tranh pi cửa xa hôn cứ chụp hàn ca rộng bỏ lục hôn sàn đối chứ nê sọc khăn bầm phót và chi bò rạch khám ai tu tiàng bỏ tế con cầm lăng bỏ đập ở vốt môn trê địa chá nâng khám ai tiàng nâu khăn nông nâng kào bỏ tế mơ khơi tha cả nà cả nạ bạc bà chi chôn Campuchia đất nôm đòi cửa xa hôn cứ mình ai đọc sài bà nhà hà bỏ tế chết bàn tế anh ấy chỉ có thông mối tiền ba một lúc tu tưởng nơi sừng cung khmai tiếng mồm mờ khơi tha cả na cả nạ bạc bạc chi chôn Campuchia đất nôm đòi cua xa hôn mình ai đó sai bàn hà bàn hái rồi hốt tận đó kinh dây tha miên cả nạ bạc bạc chi chôn Campuchia đất nôm đòi cua xa hôn cứ smile nâng miên mê rộp sầm lấp bạc chi chết khmai nít chỉ ốp sát thông na đại đọc nơi nông bẹt đồn này bởi chìa bó rọt khả mại tù tử hai ốp bà xã tiếng này dừng khơi hai dừng khơi tha ca đất nôm rộ bò lục hôn sàn chỉ mua những con giả hạ ca khả nâng cứ bắt bóng tức đây khả mại nó tham bụng đàn cho nó đôi chứ nếp bởi chôm nó cả sẽ có nó tham bụng đàn sẽ ca mà chôn bụng đàn tên khả nông nâng cả bà tì còn đất nôm dư tử cứ thua ở chung mùi hay nâng nẹ căn ổng nai miên ổng nai nâng khlon đây bởi chìa rỉa phần trọp xâm bạc chiến bằng bùa bầy chờ đối chứ này bà chôm nâng bà chìa rìa mà chắc đây cực khách cọng rì chế ni bà chôm từ nâng sạc cam bà chôn xung cung có đất nôm dư tớ thua ấy bắt xảy ra phía bà chìa thập bà tay đối chứ này bà chôm nâng cả nạ bạc bà chăng đọt thống bà chôm nâng sạc cam bà chôn nâng cả nạ bạc bà chăng chương còn là nó có bà chôm từ nâng cả tò bà rô bó ông ca xung cung tu tử có đặt nôm dư tới thôi bắt EBA mà phải phía rồi đối dân khởi diện sẽ đành hoặc miền lưới bầm rong sẽ ra sẽ tới kịch tì cả nghe bà chìa bà rốt có ớt bầm nô có rơ khuôn bằng nửa rút rút hai lưới bầm rong xâm rạp sẽ ra sẽ tới kịch nâng chui bà chìa bà rốt kê kro rừng tục tôn Covid có miền đối chứ này bà chôm thông nạ từ nâng bà chìa bà rốt kê kro căm bà co bà man mùi liên nhẹ đai bà chôm nâng bắt cả nghe thử có đặt nôm dư tới cứ bằng cách nó áp dụng tệ thoa sân khùng áp dụng tệ thoa không có khăn ở rồi đối chứ này có tựa bởi chôm từ nâng môn trầy địa chỉ cả còn cầm lăng bạc đáp ở một cụ bạc hệt bởi chôm từ nâng tay không bạc phòng đài có đặt nôm dư tớ cứ bòm ra tại dưỡn bởi chứ bởi khơi nhá ấy dưỡn chôn tàm chất ảnh tao bởi với chân ấy chẳng tớ đối chứ này bởi chôm nâng sống ấp rồi bỏ bởi chứ bởi khai tụ tớ có đặt nôm dư tớ cứ yên tớ tại chân
បាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងលោកសេរីផងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេធ្វើការសន្និដ្ឋានជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដោយគ្រួសារហ៊ុនគឺជាមេរោគបំផ្លាញប្រទេសជាតិម្ល៉ោះហើយទស្សនៈវិស័យនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញបែបនេះយើងសួរថាអាចនៅប្រឈមនឹងកម្លាំងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងយុត្តិធម៌សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយូរទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពិបាកបន្តិចហើយបាទដោយការរៀបរាប់របស់លោកកឹមសុខទាំងអស់នេះគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តឲ្យកូនលោកកឹមសុខដោយសារតែយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបភ្ជាប់យើងបានភ្ជាប់បានហើយគឺលោកសំណាងពីភ្នំពេញសូមលោកអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់តែម្ដងបាទសូមជើញលោកសំណាងលោកសំណាងលើខ្ញុំទេបាទបាទលោកបាទសូមជើញលោកជាកញ្ញាបាទជួយសួរបាទសូមជើញកំតុកនឹងលោកកោតញ្ញាផងបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមមានទស្សនៈខ្លះក្នុងការនិយាយតកតងទៅនឹងវិស័យនយោបាយនេះតាមពិតទៅយើងឃើញបាត់ថ្ងៃនេះរូបមន្តរបស់គណៈបតិជនគណៈបតិជននឹងគឺជាគណៈបកមួយដែលរបស់ដែលមិនតែជាកម្លាំងស្នូលបានថាតែជាស្ថាបនិកដ៏ខ្ពស់ណាយើងមើលណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបតិជនបានប្រគល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គណៈកពួរនឹងក៏ដល់ដល់ផែនណាតែយើងឃើញរូបមន្តដែលគាត់ធ្វើអីសពថ្ងៃហ្នឹងយើងបានហៅថាគាត់បានគូគាត់ថាអំណាចទាំងអស់នោះគាត់បានមកដល់វិធីណាដល់យ៉ាងណាគាត់បានគូគាត់ដែរតែយើងគាត់ថាអ្វីដែលចាំបាច់គឺដោះតែអត់ទេនៅក្នុងសង្គមយើងណាមានតែការរុញស្ថានភាពទៅតាមដំណើរនឹងរហូតតែចឹងទៅហើយបើចង់យើងចង់រើបំប្រាស់ក៏អត់មានការរើបំប្រាស់ទៅរួចដែរគឺការគិតសកតការជិះជាន់ហ្នឹងមានប្រភេទធ្ងន់មែនទែនអត់មានឲ្យណារើបំប្រាស់អត់តាមផ្សេងៗអង្គការក៏មិនហង្សាយទៅគឺគេអត់ឲ្យយើងរើបំរាស់ហើយហើយគេមានសំណួរមានសំណួរចូលទៅលោកវេកមិនទាំងពីរហ្នឹងថាចេះថាតើសង្គមខ្មែរយើងមានឃើញថាតាំងពី93មករហូតដល់មាន EBA ឥឡូវអស់ EBA 20%ហើយយើងឃើញការដឹកនាំរបស់ចំណុចហ្នឹងគឺរីកចម្រើនទៅអញ្ចឹងហើយសូត្រតោអនាគតខ្មែរយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបោះស្ដាយគឺក៏រហូតដល់មានដឹកនាំអស់មួយជីវិតហើយរហូតជាមានដឹកនាំអស់មួយជីវិតមានការតតំណែងដល់កូនអញ្ចឹងតើអរូបមន្តបដាតដែរទៅនៅរហូតឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរសភាពដឹកនាំថ្មីក៏យ៉ាងម៉េចអរូបមន្តដឹកនាំហ្នឹងគេក៏ជួបនឹងក៏ចង់ជួបប៉ុណ្ណឹងណាអង្គលោកសំណងមានប្រសាសន៍ថាតាមពី93មកគឺលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនណាពីមានរហូតដល់ពីមាន EBA ហើយដល់បាត់បង់ EBA វិញបាទរីកចម្រើនមែនតើគឺចម្រើនប្រហែលលោកមិនដូចជាសំលៀកមិនសួរបាទបាទបាទបាទលោកលោកគុណបញ្ញាសំណួររបស់លោកសំណាងថាតើមេដឹកនាំខ្មែរដល់មរតករក្សាអំណាចនេះហើយទុកបន្តឲ្យកូនមរតកអំណាចនេះតបតឲ្យកូននេះតើយករូបមន្តដល់ដល់នៅតែកើតមានរហូតអញ្ចឹងរហូតពេលណាបាទសុំជួយតាមពិតរូបមន្តពីអំណាចទៅកូននេះតាមវាអាចដំណើរការបានបើសិនជាធ្វើទៅដោយតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវពីក្រៅមកអាចិត្តតៃត្រឹមត្រូវនឹងនៅពេលយើងអស់តំណែងទៅហើយកូនពុនសមាជិកគូសាយើងដែលបានទទួលមរតកយោបាយមានន័យថាមូលទុននយោបាយពីយើងនោះហើយចូលទៅប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងបាក់ដីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋដីទៅតាមគោលការណ៍ដែលគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវមួយមិនមែនពេលចំណែកហ្នឹងយើងរុញកូនយើងយើងរុញសមាជិកគ្រួសារយើងឲ្យទៅបានតំណែងឯងកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគឺថាបំពានពីលើការដឹកនាំតាមបែបវិជាតបតៃស្រីអញ្ចឹង
ហើយគឺជាដើមមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លះទៀតថាគេអាចចាប់ប្រកាន់អំពើច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងគួរតែប្រើរូបមន្តការដឹកនាំនឹងគឺថាធ្វើមិនឲ្យទឹកដំណាក់ដំណើរការតាមប្រភេទតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយតែនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងបកដីជាបែបភាពដែលអាចមកចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីឬក៏ពេលមកប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទូទៅក្តីទៅត្រូវតែរៀបចំរូបមន្តដែលមានការផ្ទេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអនេះខ្ញុំគិតថាវាសម្រាប់កិច្ចការភាពរបស់ការដឹកនាំខ្លួនទេព្រោះថាការដឹកនាំបើយើងគិតតែរឿងគ្រួសារយើងពេកគឺថាយើងពេកកាន់តំណែងយើងខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងថាចង់ឲ្យគ្រួសារយើងនឹងបានតំណែងពេកការដឹកនាំនឹងគឺថាគេមើលឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាគេអាចឲ្យតំណែងនឹងវាទៀត ពីការដឹកនាំដែលគេត្រឹមត្រូវដែលគេមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយនឹងដូចជាលោកវ៉ាស៊ីនតោនលោកអីនឹងនៅប្រទេសសេរីមួយចំនួននឹងគេមើលឃើញឆ្ងាយណាស់គេធ្វើម៉េចឲ្យការដឹកនាំការផ្ទេរនឹងគេថាវាមានលក្ខណៈទឹកដោយជារភាពដោយសន្តិវិធីគេមិនបាននាំពេលគេពងកាន់តំណែងគេមិនបានគិតអំពីថាតើកូនអញសមាជិកគ្រួសារអញត្រូវបន្តអញ្ចឹងគណៈយើងគិតអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងគឺថាការដឹកនាំយើងនឹងជាការដឹកនាំ គឺថាធ្វើឲ្យបាត់បង់កិច្ចសន្តិភាពហើយគេឲ្យតម្លៃទៀតណាស់នៅក្នុងសតវត្សបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីនេះគេថាតម្លៃទៀតណាស់ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរំលឹកដែរដោយការដឹកនាំកូរ៉េដែរតែធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់សូម្បីតែស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យផ្ទៃឲ្យតែកូនណាការដឹកនាំនេះគឺការដឹកនាំដែលគេហៅថាឯកោគេឲ្យតម្លៃទៀតគឺជាការអៀនខ្មាស់គេមិនឲ្យតម្លៃឯការដឹកនាំចឹងគេថាយល់នៅឯកោណាគេគៀបសង្កត់គ្រប់ចឹងទៅគេត្រូវ
ងតម្រូវឲ្យរៀបចំការដឹកនាំប្រតិបត្តិតាមការបោះឆ្នោតមួយគឺថាដឹកសភាហើយសភាឬគណៈបណ្ណាដែលឆ្នះឆ្នោតមានបច្ចេកទេសសម្រាប់ធ្វើយុរ៉ង់ត្រីអញ្ចឹងទៅតាមរូបមុនហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកក៏ត្រូវមាននីតិវិធីអីបានត្រឹមត្រូវតម្លាភាពដែរណាសិនជានៅកម្ពុជាមានតែមេដឹកនាំហើយប្រើរូបមុនដដែលចង់ទេអំណាចឲ្យកូនចៅបែបនេះតើរូបមុននេះនឹងដើររលូទៅដល់ពេលណាហើយតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់នៃរូបមុននៃការចង់ទេអំណាចនេះបាទលោកសំណាងគាត់មានប្រសាសន៍ថាมันអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានសុទ្ធិធិនិយមថានៅតែមានផ្លូវអញ្ចឹងហើយកម្លាំងធម្មពលនៃការការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះណាបើយើងមើលឲ្យដល់ជំរឿចិត្តសាស្ត្រទៅវាគ្រាន់តែជារូបភាពកង្វល់ចិត្តសាស្ត្រហើយអត់មានទំនុកចិត្តថាធានានៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនបាន 100% ទេមើលតែចិត្តសាស្ត្រជ្រុលច្របល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈម្ដងទៅវាជាការបញ្ជាក់ថាផែនការរបស់គាត់មិនរលូនដោយគាត់គិតទេស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើទៅតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនតាមរយៈការបោះឆ្នោតបានទេដោយលោកកុលបញ្ញាលើកឡើងអំពីលោក George Washington ប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានប្រជាប្រិយណាស់ហើយគាត់ឡើងទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយកិត្តិយសលោក George Washington នេះណាបើគាត់ព្រមធ្វើស្ដេចអាមេរិករាល់ថ្ងៃមានស្ដេចបាត់ទៅហើយពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ធ្វើស្ដេចអស់មួយជីវិតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃការផ្ទេអំណាចទៅប្រទេសជាតិនឹងធានាបាននៃការអភិវឌ្ឍហើយឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគេខ្លាំងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងទេអំណាចលោកហ៊ុនសែនមកដល់បច្ចុប្បន្នដូចដែលខ្ញុំរំលឹកខាងដើមអំបញ្ញមិញបន្តិចថាអំណាចគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងត្រូវផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ថាបើមានគ្រួសារហ៊ុនដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងដូចជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបើគ្រួសារហ៊ុនដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែដឹកនាំប្រទេសបានន័យថាប្រទេសនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអត់បានទេការប្រជុំនេះធំណាស់ប្រជុំទាំងផ្ទៃក្នុងជាតិនិងផ្ទៃនឹងអន្តរជាតិម្ល៉េះហើយវិធីទៅកាន់អំណាចឬក៏ផ្ទៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមានតែការពង្រឹងប្រដាប់អាវុធទេខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ
cái hào thà rót tháp bị ba mươi cái hào thà rót tháp bị ba police và nên thà police government rồi có police state chỉ bật tên mũi đại cục công đoàn police hay dừng mơ lộ à lớn cái miền pan ca rồi police từ đó thằng phum từ tiền hay miền trong ca trong bay ấy từ police đó thằng phum tam bật tới cứ chỉ cả bằng cách nêu cầm lăng sinh na chun đầm bay cục công bắt sắp xảy phía bà chìa bà rốt tam rồi dạ cả bà chú mua cầm lăng bà lý năng ngay bà lúc cầm sốc lúc bà rịp rộp chẳng nó hôm bì ổ bà xạ bì xác cứ ca kiếp sẵn cót bà chìa bà rốt cả chập chong bà rốt đã cục cả bắt sắp xảy phía bà ngọt này hay chìa ổ bà xạ hay nâng cả ta xem xin nhìn chẳng tiệt nhưng trong việc bàn to đến trong nghĩa từ ổng bì xa mạng sắp hiếp rồi bà lộ hôn mà nát bà tích bình cái ổng bì ổng bà xạ đã là bọc co lang đòi ở bốc hay ở bốc trong tê một đỏ ẩm nạch áo này ta lộ hôn một nét cái bị chăm tròn do kê rồi bỏ bốc này ta lộ hôn một nét miền xa mạng sắp hiếp khúc quán đài xong nên được trôi ban chỉ mê đừng nuông mà được có phải chia bà con trâu đạt được thế bạn mới tới lộ hôn một nét mà tôi đang ban tìm khuôn cục quán đâm bay từ tôi do kê một đỏ bị ở bốc nâng tê hay và tam khiêm tam đán cứ quật bằng prai khăng na bằng prai nếu không cá chỉ yếm từ tua yộc mở đọt pi ở bụng nằng rồi biết đây ở bụng phơi chuồn quạt nóng để được chụp bệnh chẹt hàng đầm ở bánh mính thay rib chấm cá đặc nuông bờ tê tam bài police state và đây thả cá đặc nuông bài police hay bà police state nâng túc sát thà cá mình bàn tê cứ chụp đọt police military state cứ cả đặc nuông bờ tê bài police phong nâng tì hiên phong lì lòng khí nế tạm sát thà cá hay bà sát ba sát thà cá nâng nấu tay mình ai tục bàn tiết á vì chỗ đó military state cứ cả đặc nuông bài vô thiên để dùng tay mà đoàn hay cả đặc nuông bài vô thiên để dùng này lục khuôn mà nói mình toàn đó cầm rất mùi để ai tục bàn tê để xa ấy để xa có một bì West Point quạt một pì ông quy lơ cầu ấy nấu non sả lá rồi tự đập nòm còn tốt hay đập nòm tại còn cầm lăng này ông cả rẻ rồi bỏ bọc quạt năng chấm nai cầm lăng con tốt đại miên xâm an ở chợ nâng bờ tây chiết chỉ tràn tiết mình bà con tha smart trong nâng lục hôn mà nại tì nếu bê đã cua xa hôn nè phải tục bọc mà nâng kê group bài giang thằng oh. Hai con cầm lăng bờ đập ở vút bắt chụp bắn mình men chỉ con cầm lăng bờ đập ở vút đài cầm được quân sai chặt tục tha chia rồi bỏ chia thế cứ chỉ con cầm lăng bờ đập ở vút đài phụ kế đặt cầm nát tha chia cầm lăng sầm rập cà pê bạc cà pê tơ cổ hồn lo hai vía bằng khát nó tụm nó thủ mà được nông con cầm lăng bờ đập ở vút đôi chân ấy khi mơ tay chụp nói nâng môi tha lựa khuôn mặt này đôi chia bùm miên sầm mắt đập hiệp cột cầm nâng tục sát thanh ca nâng nghi nghi tê lý chấm nói tìm mới chấm nói tìm pí khi ông có chơi tôi nâng sầm nua rồi bỏ lục tiên sa cà ria bị muốn tha vừa bị chọc khnía nè tha ta dân nâng miên sầm khâm nâng miên ca phạ phạ đồ tê khi ông vô tha lục hôn mà nay tôi tới bị chôm nâng yết ta sát mấy mũi tiền nay cầm lăng mà chuẩn nét bà chia thập bà tài cứ bà xuân bà nét bà chia thập bà tài mà hà chân sân cung bằng các bạn cái hào thà rô nạ xê mùi cái hào rô nạ xê xì vil á mên rô nạ xê con tùa bè rô nạ xê xì vil mùi đà miên ca chô rùa bì mà hà chân bì sân cho là nạ sân cung bì cầm lăng này dô bài xe xe tiết ở rùm khní hai miên mù là thàn thuốc cái cạp đòi dô dô khní đòi đăng ọng bì dụt xa nâng sạc cầm mập hiệp rùm khía đời miên tì tăng ca rì gia lai mùi đời ai cho đẹp xa nâu phiếp sống ngắt nây xa cam ở phiếp bán hai miên ca chô rùm dụt đăng bì mà hai chân nực nông rương nế anh đang vì chì rương mùi thùm nà xâm rạp lục hôn mà nay để trâu bà chôm hay xua tha xâm mắt đập hiếp rồi bà con đài trâm tài tư ổng quý nơi lưu cao ấy chụp nuốt ở bốc bằng hai riêng nơi ta vệ tí ca xa thì đó nạ hai mình men chỉ cao bằng cao
nâu cầm lăng dụ bay đợi khuôn ái có bật tay bàn bì ở bộ đồ biệp đi tục sát thà nạ ca nâng bà nế sát thà nạ ca pi nâng mần ngây tục tì cứ sát thà nạ ca muối sát thà nạ ca còn tốt đại còn mình bình chất nâng lục hồn mà này đá hay sát thà nạ ca muối tiết cứ cầm lăng bởi chiếc thập tay sống cung muối đại ai thua rồi nạ xây civil muối rùm khía nóng chúc bà chìa ẩm nát này cửa xa trở cổ lục hôn mình ách tục bà nê hay cùng tha lời lục hôn mình nát sống bay tại lục hôn sàn có mình đang tục dàng mạch đai rồi sân ba cầm lăng đi việc đó đồng nạc cao để thua ca rùm kìa cao đó bà. Hai khi chúng ta tìm hiểu sân khâm tha thua ca rùm kìa cao để xa ấy để xa bà tế chiếc muối việc cao nát đo chùm nực bị bạc mên tên để bà tế chiếc nâng ách bắt bong đó là dụ chì vượt chiếc bắt bong tức đầy bụi xa nâng vì sơ tại chỉ bụi xa đại bồi chôm từ nâng cả ọt đầy nấu đòi khuôn ái đôi chân này hái mà nẹ cứ rẽ xa đầy nấu sân hay cứ rẽ xa protein sân hay đồng nạc cao lúc mà chỉ đồng nạc cao chụp này thì mà lại khi ông cứ tha nị chỉ riêng đại lục khuôn mà này từ bồi chôm thổ ma hay cả bồi chôm bài này cứ vì tòa tài quan miền bắc bị sao kháng à hay yêu chân nam có bởi tại bắt bí sao rồi bác quát cổ rõn tại tam bí kỳ ở bốc mình cực cổ rõn nực nông ca tục tổ tì. Lúc cổ bình nhà bình lúc công sắc bàn rịp rõm ẩm phí kỳ phí sạc phép đất nôm rồi bác lồn sàn lúc đường phí bàn rịp rõm phí kỳ phí sạc phép đất nôm bác lồn sàn chịu bác sạc nực nông ca tì hôm nay ở lúc hôn mần này nâng hơi cứ lô hôm nay khuôn ái nâng có miếng ốp sạc đây đôi lô công sắc bàn nhằm chạp bảo đoàn sạc ngôn chung lạch pi thì mũi cứ con cầm lăng nâng nâng rồi bỏ bàn chấm bán nâng phía chá rán có mình pinh chất lô hôm nay đây hơi hơi nâng cầm lăng mà hai chốn đã mình pinh chất ai trật cô lô hôn đất nô mà tỏ thì chấm bố lô cô lô nhà bánh mơ khơi nhờ với chiếu ốp sạc xâm rạp lô hôm nay khuôn ái bắt đoàn lô bạc bánh nhà thoàn tha nhận dụ bài để trong thường dụ bài phụ trên ngay của xã nó cứ thả mình bàn thưa ca sung tệ ở bàn trầm trừ chàng nơi con ông bạc đấy chàng nơi con ông tùm nà ca chỉ xa thiên nạc đấy dương ọt miên dương ọt đại bàn đánh đau như con ông bạc thả ta ít ôl dụ bài bị chia bây ca quam trò tùm hôn bình ọt miên này dương ọt bàn thưa cái ca này nơi con ông bị chia tập tay các nông bạn nó kể đánh đào cái này là của bạch chốt là để miền sạc ra nó cũng những cái đánh đào kịp chạy mưa hay cái đánh thật ta miền sạc chất bạn nó còn trô chả là ngọt hai có kê chi diêm chứ thả dọc luôn kế nó ôi miền ca thua cái chi mình tệ rồi có thua ca sông mình tệ chỉ nhật nhọc đây là tệ nông xa thiền nạc thật ta kê nó chỉ bạch chốt để miền sạc ra nó cũng ổn hay xem khuyên ta đã bây đã hôm nay tam kiểm soát chấp bắp miền ca quan trọng chưa phát động cái tham mình để cho bạn lên lái ca phải chôm để cho bạn ở miền ca về tầm lại ở miền ca sông mật đấy phần mũi tiết đấy cái tham bây dương từ dây đi cầm lăng dỗ bài nhưng trong ba hôm nay đòi tập ra cầm lăng dỗ bài ca cũng đừng hay thứ ở chưa phát động phải khai ca tầm đã hôm nay dỗ bài bài nít cái tham vì ai tự bán đấy, vận tải về mình miễn thế được biết đi, ấy, đặc biệt như cái thời ai bị chôm trâu này, vận tải bởi sao những thời thế những trong do ở từ ôm nát những tam giác thì những miễn sự mặt hiệp miễn chụp niên những bàn bay cái rau những miễn được cái thời, phần hai thời dương những miễn sự mặt hiệp á, nè, anh em có chỉ ai chui cà phê, ai chui tiền này cà con trâu này, ấy, bay cà phê mà chụp luôn những cái thời kia trong phần hai này thì luôn ấy niên miễn sự mặt nông ca đó sai bảy nhà hà cùng bảy nhà hà sẽ được cách bảy nhà nhiều bài nên đến có ai chui ở khu này miễn sắc đàn của nông ca cùng chạy phần xua thật ta nhận nhiều bài tập ngày đi bảy nhà tại tên là kiểm điên miễn sự mặt phim mình men tận tâm thật và chọc sả lá đi phần tay từ hai cái sân này tập cọt ở nơi bên tây khác nó kia từ xe từ hơi nè nhận nhiều bài được sân khác nó kia từ xe từ hơi đi cùng đất kia thật cái đó sẽ bảy nhà nhà người mình đấy của ca chọc nơi sở la ban bảy nhà ban ban đất ban master ấy lắm cứ tha mình toàn còn hai tập luôn ấy nữa con chỉ miên chỉ miên miên smart kiếp ai nó sai đấy rồi gặp quan là dây bay bốn mặt nó vẫn đấy thử phần hai cầm đất nó ở chết này được sai dương mà cô cầm đất nó được không hay xa xe rồi gặp
cái vấn đề cái kịch thang cái chia kiểm định trong hàng quạt nó cũng ban hôm nay trong cái ban kia nhận vô bài để trong cái để cái là bảy bảy cái miền hơi cái test nặng có cái tầm đòn thì giúp tắt lo sẽ phải a vô bài mui mui để cái kịch thang nơi bên để cái ban tầm này hôm nay trong rừng rừng ở để chui ở quần bên đây trong mưa khơi miền cả phát hạ trong rừng ở nằm cái thang quạt thang ấy ban chọc pi sơn la đi chọc pi sơn la nuôi chân tự ấy phục vụ đi ca kia rất có sự khăn này nông ca để nông phục vụ đây để nông ca nghề luật đây là nông phục kiến ai có tra vì việc dân thương kịch ca để prasmat kiến nông ca có sai đây mình đời xa tại riêng dương ban mong smart kiếp rồi có quân sản nông đời xa tại riêng ta sẽ dương miền sai sẽ lai nhé ở tục chiều mình được nom tháp ban hay lược dương mà láng hay dương dương cái thằng luôn ấy miền smart kiến là cái lương tầm này nhưng cái thằng ban mau đời xa tại smart kiến phòng lúc kia mình chưa đời xa dương cái vô mình khơi từ dưới cái thầy dưới ban đang tầm này mau đời xa ở tập quân bỏ bốc đời xa tại tour nội ti bỏ bốc nó nông cá lương tập càng dưới đi ở đó nó có chia phanh ha để dương để nhận vô bãi nó tầm miền cá phòng bị giãn nông cá đang tầm 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 này nơi nông rọt nó dương vận hành thay dương miền sau miền miền smart kiến ra đại dương mưa kia mưa khơi thành dương mẹ tết đi xa cả lực tuổi pi pi nét để miền nam để chia smart để chia smart cru xa dương và bên đây riêng đại sầm khánh chúng các kia miền tầm này tối giờ nơi tết ra kia miền tầm này tầm mấy không để chọn nào đâu thì chia bỏ đây bên đây để kia thứ ban chụp kia mấy không nữa để kia vô sau smart tiếp kia nữa là mấy đã chia bằng hai pi smart tiếp được luôn là mấy cuộc trên vô tầm này bởi chia nhật đây thuyền nhiều đồng tiền cái thứ ban chụp chì của đời sai thì sai cái thằng nè cái thứ mấy không ban vào bị cá quạt nào cũng để cá quạt nào để sai smart thì cái kiểu to này anh chị đó sẽ không nước ban chụp chì rồi còn khai mỗi ban chụp chì bị cá quạt nào còn kia nữa cái căn tầm này đi lòng hàng bữa nay chúng tôi bị cá bạn năm đi lên lư là con bình nhà bạn bạn bà ta ao con tran lực công nhân lực công tốc đã xa tay pvli dương tran thứ hai hay dương miền lục đất miền này đã mọc chè chè trong pì cà con cụm lăng đã kêu chỉ chỉ việc bậc cao tận lớn nè to và hay nhầm đơn thay lực công tốc là vốn mình ai nơi mình to tiệt bàn giờ khi nhầm bát xôm ao con lục đất pì đã bàn chậm lại pì nhiều đã quật mà chụp khi nhầm quật mà chụp đọt tiệt bà nên xôm ao con tran nhà bà ở con sông chụp liên lục đồng phía trong phần này sân bạn.